Chào đón các bác đến với chiếc đèn Tiffany. Chiếc đèn Tiffany này có chiều cao, chiều ngang của chóa trên 40. Con này thiết kế chân quỳ rất là đẹp luôn nhé. Đúc. Đấy, chân quỳ cực kỳ đẹp luôn. Con đèn Tiffany này được thiết kế 3 bóng, trong này một bóng này và trên này hai bóng. Tiffany. Chiều cao các bác nhìn này, chiều cao khoảng tay của em nhé, một này. Chiều cao nó trên 60. Chiều cao nó trên 60, chiều ngang của chóa trên 40. Nó quá đẹp luôn. Họa tiết thiết kế rất là phong cách cổ điển châu Âu. Xung quanh này là thiết kế cái chóa nó hình như kiểu con chuẩn chuẩn. Rất là đẹp luôn. Đấy. Những chiếc đèn này thì ngoài trang trí ở các cụ trên các tủ kệ, các tủ kệ tivi, đèn ngủ rồi là phòng khách. Đèn ngủ trang trí hai bên của kệ tủ đầu giường rất là đẹp luôn, và đặc biệt là em nó có công tắc, các bác có thể nhé, các bác có thể tắt này, tắt bớt một bóng này đấy, thì hiện tại đang còn hai bóng, các bác có thể tắt nữa bóng nữa trên này đấy, các bác tắt nữa thì được vào bóng dưới, bóng dưới thì bác sẽ dùng công tắc tổng bác tắt này ạ, được chưa ạ? Đây nhé, bác nhớ công tắc giật này đây, tốt giật luôn, vàng chóe, tốt giật luôn. Chiếc đèn này là chiếc đèn Tiffany, đèn Tiffany chân quỳ, nhá, có chân quỳ này. Bé thế thế nào? Chiếc đèn Tiffany chân quỳ, logo chiếc con nhá, con chuẩn chuẩn. Con này xếp số thứ tư là số 5, mức giá là 5 triệu 8, số 5, 5 triệu 8. Bác nào có nhu cầu liên hệ em, cảm ơn.